Cô chào các em, chúng ta lại gặp nhau qua tiết học trực tuyến bộ môn ngữ văn 7. Sau giảng bài biểu cảm về sự vật con người, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. Các em tập trung nghe hết bài giảng, sau đó mới ghi chép theo tất cả các slide có trong video này nhé. Chúng ta tiến hành tìm hiểu cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học qua hai đề sau. Đề 1, phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh. Đề 2, phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Rằm tháng giêng tức Nguyên Tiêu của Hồ Chí Minh. Để có thể phát biểu cảm nghĩ về một bài thơ, các em phải thật sự thâm nhập tác phẩm, cảm nhận đầy đủ sâu sắc giá trị nội dung của tác phẩm. Vì vậy, kiểu bài này đặt ra chuẩn kiến thức cũng chính là định hướng cảm nhận mà các em cần khai triển trong bài làm. Bài Cảnh khuya được sáng tác theo thể thất ngôn tứ tuyệt đường luật với hai câu đầu tả cảnh, qua đó gián tiếp thể hiện tâm hồn nhà thơ. Nên trước tiên các em sẽ cảm nhận về hình ảnh thiên nhiên, quang thanh tiếng suối và trăng rừng Việt Bắc. Từ hai câu thơ, ta nhận ra những rung cảm tinh tế và phong thái ung dung của bác. Hai câu cuối trực tiếp thể hiện cảm nghĩ của nhân vật trữ tình. Câu 3 cho thấy tình yêu thiên nhiên tha thiết của bác. Ở câu 4, ta nhận ra tấm lòng yêu nước sâu nặng của người. Một nội dung không kém phần quan trọng phải trình bày, đó là sự hòa hợp thống nhất giữa tình yêu thiên nhiên và tấm lòng yêu nước qua điệp cử chuyển tiếp ở cuối câu 3, đầu câu 4. Do cũng được viết bằng thể thơ tứ tuyệt đường luật, nên hai câu đầu của bài Rằm tháng giêng tức Nguyên Tiêu gợi ra một không gian rộng lớn tràn đầy ánh sáng và sức sống mùa xuân, qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên và cái nhìn tươi sáng của bác. Câu thứ 3 cần cảm nhận trong tương quan với hai câu đầu. Ta nhận ra phong thái ung dung của bác, bởi lẽ dù đang dốc lòng lo việc quân việc nước, người vẫn đón nhận được vẻ đẹp của sông nước chiến khu. Hình ảnh tươi sáng gợi ra ở câu cuối bài thơ bắt nguồn từ tinh thần lạc quan cách mạng của bác. Ngoài chuẩn kiến thức, kiểu bài này còn đặt ra yêu cầu về kỹ năng, cũng chính là trình tự các bước cần thực hiện, được khái quát thành dàn bài chung áp dụng đối với thể tứ tuyệt đường luật. Mở bài có nhiệm vụ giới thiệu bài thơ và nêu cảm nghĩ chung. Các em cần lưu ý, cùng với việc dẫn ra nhan đề bài thơ, các em phải cho biết tác giả, vì bất kỳ bài thơ nào trừ ca dao là những sáng tác truyền miệng dân gian đều là tiếng nói cảm xúc của nhà thơ. Nêu cảm nghĩ chung là một yêu cầu bắt buộc ở phần mở bài văn biểu cảm. Cảm nghĩ chung là cảm nghĩ bao quát nội dung cả bài thơ. Tránh nói, em thích bài thơ vì bài thơ có hình ảnh thiên nhiên thật đẹp. Để dẫn vào thân bài, các em cần điểm lại thể thơ bố cục. Việc làm này là cơ sở sắp đặt bố cục phần thân bài. Sau đó lần lượt trình bày cảm nghĩ về từng phần của bài thơ. Đối với thể thơ tứ tuyệt, thông thường bố cục gồm hai phần, hai câu đầu và hai câu cuối. Các thao tác thực hiện viết bài cho mỗi phần như sau. Đầu tiên là viết lời dẫn và dẫn thơ. Lời dẫn chuẩn bị cho sự xuất hiện của câu thơ sẽ dẫn, nên ý cần phải gắn bó với câu thơ sẽ dẫn. Chẳng hạn, để dẫn câu thơ thứ nhất trong bài Cảnh khuya, ta có thể viết câu đầu gợi lên âm thanh vọng lại từ xa trong đêm khuya thanh tịnh, hai chấm ngoặc kép, tiếng suối trong như tiếng hát xa, đóng ngoặc kép lại. Các em nhớ thuộc thơ để dẫn cho chính xác. Dẫn thơ là một yêu cầu bắt buộc vì đây chính là cơ sở của những cảm nhận được trình bày. Tiếp theo ta sẽ viết cảm nhận về nghệ thuật nội dung hai câu đầu gắn với hình ảnh thiên nhiên. Ngôn ngữ thơ giàu tính nghệ thuật nên chúng ta phải cảm nhận được cái hay của ngôn từ thì mới thấy hết được vẻ đẹp của thiên nhiên được gợi ra. Khi đã cảm nhận vẻ đẹp của cảnh thì đừng quên bộc lộ cảm xúc để thể hiện được đặc điểm của kiểu bài như tên gọi của nó. Các em đã biết, hai câu đầu trong bài thơ tứ tuyệt có nội dung tả cảnh và gián tiếp thể hiện tâm hồn nhà thơ. Nên bước tiếp theo, cần cảm nhận và bộc lộ cảm xúc về tâm hồn nhà thơ. Sau khi thực hiện hoàn chỉnh các bước ứng với hai câu đầu, ta sẽ trình bày cảm nghĩ về hai câu cuối. Thao tác viết lời dẫn và dẫn thơ phần này cần quan tâm đến chuyển ý để tạo nên sự gắn kết các phần của bài làm. Tương tự phần trước, ta sẽ cảm nhận về nghệ thuật, nội dung gắn với hình ảnh nhân vật trữ tình và bộc lộ cảm xúc về tâm hồn nhà thơ. Phần kết bài, ta sẽ thực hiện đánh giá chung về hình thức cũng được hiểu là nghệ thuật của bài thơ.
Lưu ý ta chỉ điểm lại đặc điểm nghệ thuật đại thể. Yêu cầu tiếp theo là khẳng định cảm nghĩ chung về nội dung, bao gồm phần cảnh và phần tình, tức tâm hồn nhà thơ. Nhằm cụ thể hóa các bước thực hiện ở mỗi phần, cô sẽ hướng dẫn các em thực hành dựng đoạn, mở bài, thân bài, kết bài. Về mở bài, cô dẫn ra 3 mở bài. Các em đọc mở bài 1. Trong các tác phẩm thực học, bài Trầm Tháng Giêng, nhan đề phiên âm là Nguyên Tiêu của Hồ Chí Minh động lại trong lòng em ấn tượng sâu sắc. Phần câu bài Trầm Tháng Giêng, tức Nguyên Tiêu của Hồ Chí Minh, đã nêu đối tượng biểu cảm, tức dẫn ra nhan đề bài thơ và cho biết tác giả. Phần còn lại của câu động lại trong lòng em ấn tượng sâu sắc, nêu cảm nghĩ chung. Chúng ta đến với mở bài 2. Hồ Chí Minh vừa là vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vừa là nhà thơ lớn của dân tộc. Sự hài hòa giữa tố chất thi sĩ và trọng trách chiến sĩ ở Bác được thể hiện rõ nét qua bài thơ Cảnh Khuya. Câu đầu giới thiệu về tác giả. Câu 2 phát triển ý câu 1, đồng thời dẫn ra nhan đề bài thơ. Vậy là đã nêu được đối tượng biểu cảm và cũng đã cho biết tác giả. Còn cảm nghĩ chung chính là nhận định được phát triển trên cơ sở ý giới thiệu về tác giả. Khi mở bài được viết bằng 2 câu, đòi hỏi các em phải quan tâm liên kết câu. Từ Bác ở câu 2 chính là một cách thế, danh từ riêng Hồ Chí Minh ở câu 1 tạo nên sự liên kết. Cụm từ sự hài hòa giữa tố chất thi sĩ và trọng trách chiến sĩ ở câu 2 ứng với cụm từ vừa là vị lãnh tụ, vừa là nhà thơ ở câu 1. Chúng ta đến với mở bài 3. Trang vốn là người bạn tâm giao, là nguồn thi hướng bất tận của các bậc cao nhân mặt khách. Bác Hồ cũng luôn dạt dào cảm xúc với Trăng. Vầng trăng chiến khu trong những ngày khói lửa đã bước vào thơ Bác qua bài Rằm Tháng Giêng, tức Nguyên Tiêu. Em rất yêu thích bài thơ này. Ở mở bài 2, nếu ý dẫn nhập giới thiệu về tác giả, thì ý dẫn nhập ở mở bài 3 đề cập đến hình ảnh vầng trăng. Các câu tiếp theo phát triển ý theo nguyên tắc kết nối, cũng nhằm dẫn ra nhan đề bài thơ và gián tiếp gửi gắm cảm nhận chung. Tiếp theo là dựng đoạn phần thân bài. Đoạn đầu minh họa cho các bước trình bày cảm nhận cảm xúc về hai câu đầu bài Nguyên Tiêu của Hồ Chí Minh. Bài Cảnh Khuya tả cảnh trong rừng Việt Bắc, còn bài này lại tả cảnh trăng ở vùng sông nước cũng thuộc chiến khu năm xưa. Chim dạ Nguyên Tiêu, nguyệt chính viên, xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên. Trên bầu trời cao thẳm nổi bật vầng trăng tròn vành vặn, ánh trăng vàng vặc soi tỏ mặt sông trải dài tiếp tận chân trời. Thì từ xuân trong câu thơ gợi ra một không gian tràn đầy khí xuân, sắc xuân. Em rất yêu thích cảnh này, một không gian rộng lớn, tràn đầy ánh sáng và sức sống mùa xuân. Qua hai câu thơ, em nhận thấy Bác có những rung cảm tinh tế rất vẻ đẹp của thiên nhiên. Ôi, yêu mến biết bao tâm hồn rào xúc cảm thiên nhân của người. Đồng thời, hai câu thơ cũng cho thấy cái nhìn tươi sáng đáng trân quý ở Bác. Các em lưu ý, đối với những câu thơ tả cảnh thuộc thơ Trung Đại, thì thơ Trung Đại, cái đặc điểm tác cảnh của thơ Trung Đại là gợi nhiều hơn tả, nên các em cần phát huy sức tưởng tượng để có thể hình dung cảm nhận về cảnh nhé. Tiếp theo là cái đoạn văn minh họa cho việc trình bày cảm nhận cảm xúc về câu cuối bài Nguyên Tiêu Hồ Chí Minh. Câu thứ tư vẽ ra một hình ảnh thật đẹp, giả bán quê lai nguyệt mãn thuyền. Từ thuyền trong câu thơ chính là con thuyền mà Bác và các đồng chí bàn việc quân giữa nơi thâm sâu khói sóng. Nửa đêm chiếc thuyền đề ra chiến lược đường lối giải phóng dân tộc trở về lướt trên dòng sông trăng, trăng như cũng loang loáng đồng thuyền. Hình ảnh thơ tươi sáng giàu sức gợi liên tưởng đã xéo vào lòng người đọc niềm tin mãnh liệt về sức tất thắng của công cuộc kháng chiến. Cảm nhận vẻ đẹp thời thơ, em càng khâm phục tinh thần lạc quan cách mạng của Bác. Cuối cùng là những đoạn kết bài. Nhiệm vụ của kết bài là khẳng định cảm nghĩ về đối tượng trên cơ sở những gì đã trình bày. Vì vậy, kết bài đòi hỏi phải bao quát, nghĩa là phải chốt ý cả hai phương diện, nghệ thuật và nội dung. Về nghệ thuật, chỉ điểm lại những giá trị nghệ thuật đại thể chi phối việc thể hiện nội dung. Còn nội dung, cần khẳng định cảm nghĩ về cảnh và tình, tức tâm hồn nhà thơ. Có thế mới đảm bảo tính thống nhất giữa các phần của văn bản. Chúng ta hãy xem xét kết bài 1. Cảnh Khuya hay Rằm Tháng Giêng, tức Nguyên Tiêu của Hồ Chí Minh là bài thơ tứ tuyệt điển hình. Em yêu thích cảnh thiên nhiên gợi ra trong bài, tiếp cận vẻ đẹp tâm hồn Bác, em càng thêm yêu kính người.
Câu thứ nhất là câu khẳng định cảm nghĩ về nghệ thuật. Câu 2 và 3 là những câu khẳng định cảm nghĩ về nội dung, bao gồm cảnh và tình. Kết bài 2, bài Cảnh Khuya vừa kế thừa tiếp nối những tinh hoa của thi ca truyền thống, vừa tinh tế chân thật trong cảm nhận và bộc bạch nỗi niềm. Em yêu thích cảnh thiên nhiên gợi ra trong bài và càng yêu quý, kính trọng tâm hồn thi sĩ, cốt cách chiến sĩ ở Bác. Tương tự như vậy, ta cũng thấy câu thứ nhất là câu chốt ý về giá trị nghệ thuật, còn các câu còn lại là khẳng định cảm nghĩ về nội dung. Kết bài 3, bài Rằm Tháng Giêng, tức Nguyên Tiêu, có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thi ca truyền thống và tinh thần thời đại, giữa tính hiện thực và tính lãng mạn. Em rất yêu thích cảnh thiên nhiên gợi ra trong bài, đồng thời vô cùng trân quý ngưỡng mộ trước tình yêu thiên nhiên, phong thái ung dung cùng tinh thần lạc quan cách mạng của Bác. Câu thứ nhất cũng là câu khẳng định cảm nghĩ về nghệ thuật, các câu còn lại khẳng định cảm nghĩ về nội dung, cảnh và tình. Để chuẩn bị cho tiết luyện nói vào tuần sau, cô hướng dẫn các em cách thực hiện nhé. Đầu tiên là khâu viết bài. Lớp hoặc tổ cần thống nhất chọn một trong hai đề trên, rồi dựa vào yêu cầu về kiến thức và kỹ năng biểu cảm một tác phẩm văn học, các em tổ chức thảo luận để xây dựng thành dàn bài chi tiết. Có được dàn bài chi tiết, chúng ta sẽ phân công một bạn viết thành bài văn với bố cục hoàn chỉnh. Khâu tiếp theo là khâu thuyết trình. Chúng ta sẽ thực hiện thuyết trình vào tuần sau trên Google Meet. Tuy nhiên, các em phải đề cử trước một đại diện thuyết trình. Đến khi thuyết trình thì các em phải trình bày nói trước lớp, phù hợp phong thái giao tiếp, tự tin lưu loát nhé. Cô chúc các em vui khỏe, học tốt. Chào các em.